Vâng, em tin nhiên chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay thùng đồ nghề bên em tiếp tục hàng lại về nhá. Rất là nhiều bác hỏi đấy thì đặt vừa qua hàng là hết hàng. Đó thì hôm nay hàng lại tiếp tục về dòng thùng đồ nghề của Đức nhá. Cực kỳ là xịn sò luôn. Dạng mở cánh, dạng dạng này của nó là 3 tầng thôi nhá. Mở cánh 3 tầng. Đấy, mở cánh rộng đúng như là cái máy bay luôn này. Cực kỳ là to tát, rộng rãi nhá đây. Hàng thì nói chung là quá xịn sò, dòng này thì bán quá nhiều, lúc nào nó cũng cháy hàng, không có hàng bán luôn. Trước thì rất là nhiều bác hỏi mà không có hàng luôn. Đó đây, tổng quan một con thùng thôi nhá. Cực kỳ là chất lượng luôn này. Đó của thương hiệu Matador các nhá. Đấy Matador. Con này nó là của công ty Harden của Đức các nhá. Đấy Harden của Đức, chữ dập nổ luôn trên thân này. Đây coi nhìn này. Đó Matador made in Germany các nhá. Tổng quan thì con này nó sẽ có là một cái phần quay sách này. Đấy các bác có thể sách đi sách lại rất là tiện này. Đó đây, em sẽ quay chi tiết vào cái phần này các bạn này. Đây nó đan những cái thanh chéo này rất là chắc chắn luôn. Đấy nó sẽ mở ra thành 3 tầng như kia. Nó rất là chất lượng luôn. Đây em sẽ quay sát về cái phần nước sơn của nó này. Các bạn nhìn cái nước sơn này. Đấy dạng của nó là dạng sơn nhám ấy nhá. Đấy dạng sơn mám. Hai màu chủ đạo là một cái màu xám như này. Đấy nhìn nó rất là hòa mắt này. Và một cái màu cam. Đấy tạo cho các bác một cái sự nổi bật để khi mà các bác dùng, các bác để đồ ấy, nó không bị lẫn vào những cái đồ khác, nó rất là dễ tìm. Đấy, nên là cái nhà thiết kế người ta thiết kế ra cái phần sơn vỏ ngoài cũng rất là thông minh luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ là thông minh về cái dòng sản phẩm thùng đồ nghề này. Đây em sẽ lấy cái thước đo về phần kích thước các bác nhá. Em sẽ đo về phần kích thước các bác nhá. Đó thì tổng quan cái chiều dài của nó thì là vào 42 rồi nhá. Chiều dài của nó là 42 này. Đấy 42. Phần chiều rộng này. Chiều rộng của nó là 20 nhá. Đấy chiều rộng là 20. Đó 20 này. Chiều cao này. Chiều cao như cũng là 20 luôn. Đó, chiều cao cũng là 20 nhá. 20 các bạn, 20, chiều cao 20. Đó. 20 các bạn nhá. Đấy, thì tổng quan nó là dài 20, dài 42, rộng 20 và cao 20 nhá. Đấy, hàng 3 tầng như này. Nó rất xịn sò. Một cái ngăn này của nó là chiều rộng của nó là 10 cm nhá, 10 cm. Đó, chiều rộng của nó 10 cm. Nói chung là các bác để đồ cực kỳ là ngon. Ngăn dưới này, ngăn khoang rộng này các bác có thể để máy móc, máy khoan, máy khiếp ở đây này. Nó dùng ngăn trên các bác để ví dụ như kìm kéo ốc yết các thứ ở đây để cực kỳ được nhiều đồ luôn, vì của nó là dạng 3 tầng mà các bác để đồ là nó sẽ ngăn nắp ngăn nào ra ngăn đấy luôn. Đấy các bác chia ngăn nào các bác để đồ thì đến lúc mà các bác sử dụng nó rất là dễ tìm. Đấy cực kỳ thông minh. Ngoài ra thì cái con này khi mà các bác dùng thì ở đây nó sẽ có thiết kế là hai cái lỗ như này này, các bác nhìn này, hai cái lỗ này, đây hai cái lỗ hai bên này. Đấy để khi các bác đóng vào các bác lấy cái khóa, các bác mua thêm một cái khóa nữa các bác quặc vào đây cho em. Đấy và bác khóa đồ của mình vào rất là tiện nhá. Đấy và rất là an toàn, không sợ bị thó đồ hay như thế nào cả, các bác mang đi công trình các thứ cũng rất là yên tâm. Đó thì các bác cứ cầm này các bác xách đi thôi, cực kỳ là tiện các nhá. Đấy thì các bác lên nhanh mã cho dòng sản phẩm cái con thùng đồ nghề của Đức của nhá. Đấy thùng đồ nghề của Đức, bữa trước thì cái con này bên em đang bán giá là đi đây thùng đồ nghề này, thùng đồ nghề Đức này. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 550k. Đấy, 550k. Trong video hôm nay thì bên em giảm giá xả kho bác luôn. 500k một con. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. 500.000 cho chiếc thùng đồ nghề của Đức như này, bao ship tận nhà. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò, vừa nãy đã quay test các thử kiểu các thứ cho bác xem rồi. Quay cực kỳ là chi tiết rồi. Đấy, dòng thùng đồ nghề của Đức 500k bao ship tận nhà các nhá. Nói chung thì cái con này thì nó đẹp không gì phải chê cả nhá. Đấy quá là đẹp, quá là tuyệt vời luôn. Đấy từ nước sơn cho đến những cái con ốc. Đó con ốc đinh tán này, đó rồi là những cái tay cầm. Nó cực là nó cực kỳ là chắc chắn và xịn sò. Đấy cực kỳ là chắc chắn và xịn sò luôn. Đấy vì dòng này bên em bán quá nhiều rồi và các bác phản hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy dòng thùng đồ nghề của Đức Matador. Đấy thì giờ em sẽ dám test thử bác xem luôn này. Bữa trước thì cũng test rồi, hôm nay thì lại test lại bác xem này. Đấy, hàng này nói chung là các bác cứ đập phá thoải mái và đứng lên các bác dẫn thoải mái cho em luôn. Đấy, riêng hàng này thì bác cứ dặn thoải mái nha luôn, không vấn đề gì. Đấy, vẫn còn ngon lành nhá. Đây, mở ra, mở vào vẫn còn êm ru luôn này. Đấy, đóng ra, đóng vào vẫn còn rất là chắc chắn và xịn sò chất lượng của những thứ anh chị nhà mình luôn nhá. Đây, ổ điện vàng này, ổ điện vàng này, ổ điện vàng này. Đấy, ổ điện vàng các bác nhá. Đấy, ổ điện vàng này. Đó, ổ điện vàng nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Đó, hàng bên em vừa mới cập bến nhá. Đấy, dòng ổ điện vàng, chống va đập, cực kỳ ngon, chất lượng luôn. Đây đập thoải mái bác luôn nhá. Hàng này các bác cứ nhận hàng này test thoải mái cho em luôn này. Đấy riêng dòng này các bác cứ đập thoải mái cho em luôn, không vấn đề gì nhá. Đây không vấn đề gì, không hề hấn gì luôn nhá.
cực kỳ xịn sò, ngon lành với cái dòng ổ điện vàng này các bác nhé. Rồi đấy là cái mô tả rất là chi tiết thực tế về cái dòng sản phẩm ổ điện vàng bên nhà hàng mới về xong. Đó, cực kỳ ngon, chất lượng các bác nhé. Đó thì đây, một chiếc ổ điện vàng này gồm có 3 lỗ 2 chân, 1 lỗ 3 chân nhá. Đấy, thoải mái cho bác cắm các rắc luôn, 3 chân 2 chân các bác đều cắm được nhá. Dẹt tròn đều cắm được, ngon này cành đào. Đó, hàng chuẩn Nhật này, công nghệ Nhật nhá, cực kỳ ngon, chất lượng xịn sò luôn nhá. Đập không vỡ. Con này các bác cứ nhận hàng kiểm tra, test thoải mái cho em luôn. Đấy, về thì bác mở cái nắp ốc này ra. Mở cái nắp này lên, đẩy nguyên cái phần nắp này lên thôi. Các bác đấu dây vào dùng thôi nhá. Con này thì nó sẽ có đèn báo luôn nhá. Đấy, có đèn báo này, có phần móc đeo này. Đấy, hàng này thì dùng cho bác đi công trình. Đó, rồi các bác nhà nhiều công việc, cho anh em sự kiện thì chiến con này nói chung là chấm hết luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon, xịn sò, các nhìn này, chân đồng vàng ươm luôn. Đó, rất xịn sò, rất ngon này, đập không bể, đập không vỡ nhá. Siêu bền, siêu chất lượng luôn nhá. Đấy, siêu bền và siêu chất lượng luôn. Đấy, em đập thoải mái, đập thoải mái luôn nhá. Đập thoải mái luôn. Đó, đấy là về cái dòng ổ điện vàng nhá. Đó, đi đặt này, về số lượng nhiều nên là giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ tốt nhá. Đó thì các bác có nhu cầu về cái dòng mặt hàng này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Rồi đấy là cái dòng ổ điện vàng với em. Đó thì dòng này em báo giá luôn, các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là ổ vàng 4 lỗ nhá. Đấy, vì nó có 4 ổ này. Đấy, ổ vàng 4 lỗ. Đó, cực kỳ chắc chắn, xịn sò, ngon này. Đó thì bên em đang bán một cái con ổ vàng 4 lỗ này với giá 100k một sản phẩm. Đó, và trong video hôm nay thì bên em về số lượng lớn nên là giá tốt hơn lần trước, bao ship cho bác đến tận nhà nhá. Đấy, lô dao Nhật. Đó, hàng cực kỳ chất lượng, dòng dao chặt nhá. Của Akatsuki này. Đấy, cái lô này về số lượng lớn nên là giá cực tốt luôn. Hàng này cực kỳ đẹp và chất lượng nhá. Đấy, con này chuyên với bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt xương thì chấm hết luôn. Con này thì nó nặng là khoảng tầm là 5, nó nặng khoảng tầm 5 lạng thôi nhá. Đấy, nặng khoảng tầm 5 lạng, hàng liền thân này. Đấy, tay cầm úp gỗ 3 đinh 8 đồng luôn nhá, cực kỳ xịn sò và chất lượng này. Đó, Akatsuki, bản rất rộng, em sẽ lấy cái thước đo về cái thước của nó nhé. Đây thì cái con này cái tổng chiều dài của nó là đi 30 nhá. Đấy, 31 này, dao khá là dài nhá. Đấy, nguyên phần bản lưỡi của nó dài là 20 cm. Đấy, các bác dùng rất là trường dao, dùng không bị ngắn dao nhá, chặt rất là ngon. Bản rộng lưỡi của nó là đi 9 cm rưỡi này. Đấy, bản dài lưỡi là 20 này. Đấy, cực kỳ ngon. Phần nhám này cột trên của nó làm là để chống dính nhá. Đấy, nhám chống dính, phần dưới là trơn bình thường. Đó, dao này cực kỳ chất lượng, cầm rất là vừa tay nhá. Con này các bác là phụ nữ. Đấy, phụ nữ rồi là đàn ông hoặc là trẻ em cầm thì nó rất là vừa. Đấy, cầm nó không bị nặng quá, không bị nhẹ quá nhá. Cầm rất là vừa, chặt gà là vịt rất ok. Con này của thương hiệu Akatsuki này. Đó, thép dạng thép carbon nhá. Đấy, dạng thép hai lớp carbon cực kỳ sắc sắc bé luôn. Đấy, made in Japan. Đó, rất đẹp các nhá, rất đẹp và rất chất lượng. Đợt này thì bên em về cái lô này giá cực tốt luôn nhá. Đấy, gửi đến quý các anh chị nhà mình. Thì các bác lên mã cho em là cái dòng dao chặt C7 nhá. Đấy, mã của nó là C7. Em lấy mã là C7 cho dễ. C7 này. Con này thì đợt này bên em đang bán giá chỉ có 200k một con thôi. Đấy, và trong video này thì bên em bao ship tận nhà nhá. Đấy, C7 200k một con và bao ship tận nhà nhá. Đấy, dòng dao chặt C7 cực kỳ ngon, xịn sò và chất lượng nhá. Đó, các bác có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp em. Đó, số lượng thì thoải mái để phục vụ nhu cầu các bác nhá. Đấy, dao chặt C7 200k một con bao ship. Các bác mua ngoài thị trường một cái con này thì nó rơi khoảng tầm là đi, nếu mà bình thường nó rơi khoảng tầm nó 350 một con này. Đấy, nhưng bên em về đợt này giá cực tốt luôn, gửi đến quý anh chị nhà mình. C7 200k một con và bao ship tận nhà. Cái sản phẩm tiếp theo thì lâu lắm mà không quay cho bác, này là cái bộ lấy dây tay đa năng nhá. Đấy, bộ lấy tay đa năng. Đó, cực kỳ xịn sò. Bộ này thì nó gồm rất là nhiều món, thoải mái cho bác mua về lấy dây tay. Đấy, rất là hay. Ở đây thì nó sẽ có các loại như là to nhỏ này, rồi là lớn bé lẫn lộn, các bác có thể lấy cho trẻ em, người già, người lớn, người bé lấy được hết luôn nhá. Đấy, chất liệu là inox 304. Đó, một cái bộ này của nó rất là nhiều món này. Đây, đó đây, còn nó có những cái lò xo này nó lấy rất là thích này. Đấy, lò xo này, à, rồi là xoắn xiếc các thứ này. Đó, to nhỏ các thứ, lớn bé đầy đủ hết nhá. Đấy, đựng trong một cái lọ hộp nhôm như này. Đấy, đựng trong cái hộp nhôm như này. Đây, đó, đựng trong cái hộp nhôm như này các bác nhá. Đó, rất là hay, các bác có thể móc vào chìa khóa mà đi mang lại dùng rất tiện. Hoặc bộ này bác nào mà thích dùng riêng ấy, các bác không thích cái sự trung đụng ấy, đấy thì các bác có thể mua bộ này về dùng riêng rất là tiện luôn. Đó, đấy thì các bác lên mã cho là cái bộ lấy dây ta. Bộ này thì bên em đang bán giá là đi 70.000 trong cái bộ lấy ta này các nhá. Đấy, giá chỉ có 70.000 thôi. Đó, giá thật tốt luôn, 70k trong bộ lấy ta các nhá. Tiếp theo thì bên em vẫn còn cái dòng gãi lưng. Đấy, dòng gãi lưng nhá. Đấy, bác nào tay ngắn khó gãi lưng thì mua con này về rất là bí này. Đấy, các bác có thể cho dài như này. Đấy, các bác cho dài ra 2
4, nó khoảng tầm vào là đi 45 cm thôi nhá, 45 cm. Đó, phần này của nó là dạng sừng nhá. Đấy, dạng sừng. Các bác cạo rất là êm. Đó, cạo rất ngon. Đấy, cạo lưng, gãi lưng nhá. Các bác lên mã cho cái dòng sản phẩm là gãi lưng. Bên em đang bán cái con gãi lưng này với giá là đi 40k nhá. Đấy, 40k cho mỗi con sản phẩm là gãi lưng như này. Đấy, có phần móc đeo nhá, rất là tiện này. Đó, sản phẩm gãi lưng nhá. Đấy, kéo dài ra vào được. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng đục của Nhật này. Đó, về được mấy cái bộ đục của Nhật nhá. Đấy, hàng này thì đã vệ sinh ngon lành hết rồi. Đấy, hàng đã vệ sinh ngon lành và chia theo bộ hết rồi con nhá. Đấy, chia theo bộ hết như này. Đó, hàng này dùng cực kỳ là chất lượng và rất là ngon luôn. Đó, dòng cái đục Nhật này thì bên em bán từ xưa đến giờ rồi. Thi thoảng nó với cái hàng về thôi, cái hàng nó không về liên tục đâu con nhá. Đấy, thi thoảng nó hàng về thôi. Đấy, dòng đục cực kỳ ngon và chất lượng. Hàng thì nó của nó là hàng bãi. Đấy, nhưng mà chất lượng của nó còn tới khoảng tầm 95% luôn. Lưỡi thì bao dùng bao xài bác luôn nhá. Lưỡi thì bên em đã mài rũa ngon lành hết rồi. Về các bác không cần phải mài miếc gì, về chỉ việc dùng thôi. Đấy. Chất thép của đục Nhật thì nói chung là các bác dùng thì chấm hết luôn. Các bác nhìn này, cái logo của chữ Nhật này nhá, nó vẫn còn này. Đấy, logo chữ Nhật vẫn rất là xịn sò. Đấy, chuôi cán này còn rất là ngon. Đấy, chuôi cán còn rất là ngon và xịn sò chất lượng. Một cái bộ này thì bên em đã chia sẵn ra thì của nó sẽ gồm có là 2, 4, 6 và 7 cây nhá. Đấy, một bộ đục 7 cây. Thì sẽ gồm có là cây to, cây nhỏ, bản to, bản nhỏ, lẫn lộn này. Đó, đây có những cái cây ngắn, cây dài. Nói chung là hàng thì đã chia đều và bán theo mớ như này. Đấy, gọi là mớ đục nhá. Đấy, hoặc là bộ đục. Đấy, bán theo bộ như này. Bên em không bán lẻ nhé. Có thông cảm là hàng này là không bán lẻ. Bán cả bộ. Đó, bán cả bộ. Đó, đây các bác có thể là mua về. Anh em thợ mộc, thợ miếc rồi, anh em cây cối các thứ rồi. Thì mua con này về. Đục đẽo dùng thì chấm hết luôn. Đó, dùng chấm hết luôn nhá. Đây, có những cái cây cỡ rất lớn này. Đó, rất ngon và xịn sò. Đây vẫn còn cái dòng chữ nội địa Nhật này. Đấy, chữ dập chìm trên thân nhá. Đó, cực kỳ xịn sò và chất lượng về cái dòng này. Đây các bác nhìn này. Đó, rất chất lượng nhá. Nói chung là cái dòng đục Nhật này đấy, các bác dùng thì chấm hết luôn rồi, không có gì phải chê chiếc này cả. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đây, lưỡi cực kỳ sắc và bén luôn, chạm nhẹ cái đứt tay luôn nhá. Đây, đó thì một cái bộ này của nó thì tổng quan nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán theo bộ. Một bộ thì bên em đang bán giá là chỉ có 420.000 cho cái bộ đục luôn nhá. Đấy, thì các bác lên mã xem là cái dòng sản phẩm là cái bộ đục Nhật nhá. Đấy, bộ đục Nhật. Bộ đục 7 món. Đấy, bộ đục 7 món này. Bộ đục 7 cây. Bên em đang bán giá là chỉ có 420.000 một bộ thôi. Và trong video này thì bên em bao ship tận nhà nhá. Đấy, bộ đục 7 cây 420.000 cho một bộ như này và bao ship tận nhà. Hàng thì các bác mua về chỉ việc dùng thôi, mài rũa ngon lành hết rồi, vệ sinh ngon lành hết rồi. Đấy, hàng bãi nhưng mà chất lượng còn khoảng tầm 95%, rất là ngon, xịn sò. Gửi đến quý anh chị nhà mình. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng đu đèn cảm biến chuyển động ban đêm này. Đấy, đu đèn cảm biến chuyển động ban đêm thôi nhá. Đó, con này thì về rất là dễ dùng thôi. Các bác về cứ kết nối điện 220 bình thường và các bác xoáy bóng vào cho em. Đấy, xoáy bóng và các bác có thể là cài đặt. Đây, ví dụ như là buổi tối, ban ngày hoặc là buổi sáng này. Đấy, rồi ngoài ra thì có cái cài đặt là cái cài đặt thời gian nhé. Các bác muốn cài đặt tăng lên, thời gian nó lâu lên thì các bác đẩy về dấu cộng. Còn muốn thời gian nó tắt nhanh thì đẩy về dấu trừ. Con này thì cái nguyên lý hoạt động của nó thì nó sẽ cái phần này là cái phần cảm biến này. Khi mà có vật thể chuyển động qua cái cảm biến này thì cái bóng đèn nó sẽ tự sáng. Còn không thì nó sẽ tự tối nhá, tự động nó tắt. Nói chung là rất là tiết kiệm điện. Mà thứ hai là các bác có thể lắp đặt ở cái phần cổng lối ra vào nhà mình. Đấy, làm thiết bị chống trộm hoặc là nhà vệ sinh, đường đi lối lại nó rất là tiện. Chỉ cần có người chuyển động qua là nó tự động nó sáng nha. Các bác không cần phải dùng đến công tắc không tiếc gì, nó rất là bất tiện. Đó, dùng con này rất ok. Đấy, thì các bác lên mã trên là cái dòng sản phẩm là đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm. Đó, thì con này bên em đang bán giá bác là giá chỉ có 80k một chiếc mà thôi. Đấy, 80k một chiếc đuôi đèn cảm biến chuyển động ban đêm thôi nhá. Đấy, rất là chắc chắn và xịn sò. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô bàn là du lịch này. Đấy, bàn là mini mà là du lịch nhá. Con này thì các bác có thể là mang đi du lịch dùng rất là tiện này. Đấy, của nó thì rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng một cái bàn tay thôi. Đấy, nó chỉ bằng một cái bàn tay rất là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể là mang đi du lịch rất là tiện. Ngoài ra có thể gấp gọn nha. Đấy, khi mà các bác dùng không dùng nữa các bác gấp gọn là các bác để vali này. Đấy, rất là gọn. Dây giếc các thứ này. Đấy, nó chỉ có một cái cục nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhỏ nhưng mà nóng rất là ngon nhá. Đấy, ngoài ra có phần chỉnh nhiệt độ này. Đấy, một cái con bàn là nhỏ như này mà có nút chỉnh nhiệt độ này thì rất là xịn sò rồi. Đấy, cực kỳ là xịn sò và ngon lành nhá. Đấy, đây. Đó, phần tay cầm này rất là hay luôn nhá. Đây, phần đế là này. Đấy, các bác mang đi du lịch là quần áo trong cái trường hợp mà khẩn cấp ấy, thì cái con này nó gọi là cứu cánh rất là ok luôn. Đấy, thì bên em gọi là cái bàn dòng bàn là du lịch. Đó, bàn là du lịch nhá. Đấy, thì các bác lên mã cho cái dòng sản phẩm là bàn là du lịch. Con này thì của nó là hàng Nhật xuất nên là dùng điện 220 thoải mái. Dây của nó này, dây của nó dây chống gập chống gãy luôn nhá. Đấy, dây khá là lớn, rất là to. Hàng chống gập chống gãy, dây chống gập chống gãy luôn.
Đó thì bên em đang bán cái con bàn là này với giá là đi 220.000 một con nhá. Đó, 220k cho mỗi con bàn là như này. Đấy. Và trong video này thì bên em bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Đó, các bác lên mã cho là bàn là. Đấy, bàn là hoặc là bàn ủi, nhiều bác trong Nam hay gọi là bàn ủi đấy, bàn là du lịch. Đó là 220k một con bao ship. Đấy, rất là nhỏ gọn, vừa vắn xinh xắn, mang đi mang lại dùng rất là tiện lợi nhá. Đó. Và cái công suất của nó, xin lỗi bác là quên không nhắc về công suất. Công suất của con này là của nó là 700W nhá. Đấy, công suất là 700W thì các bác thoải mái dùng rồi. Có thể là điều chỉnh các nhiệt độ và các chế độ ở đây. Đó, rất là xịn sò và hay nhá. 220.000 cho một con bàn là mini, bàn là du lịch như này, bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về cái lô cân sức khỏe này. Đó, lô cân sức khỏe của Nhật nhá. Đó, con này thì dòng này các bác mua về chuyên để cân theo dõi sức khỏe rất là tiện dụng này. Đó đây, mặt của nó dạng mặt kính nhá. Đó, dạng mặt kính nhá, hàng nguyên hộp luôn nhá, hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đó, con này thì rất là dễ dùng thôi, các bác về thì cạy cái phần này ra, lắp cho hai viên pin vào. Đây, pin có đi kèm này. Đó, lắp về các bác lắp cho em hai viên pin này vào. Đó, và các bác cứ thế các bác cân thôi, các bác để là các bác lưu ý là để những cái chỗ nó bằng phẳng các bác cân nhá. Đấy, để chỗ bằng phẳng ở đây nó sẽ hiện số này. Hiện số rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, các bác lưu ý là để những cái chỗ bằng phẳng các bác cân. Đó, màu rất đẹp nhá. Đây, chữ Nhật này. Đó, 100%. Con này thì cái cân tối đa của nó là 180 cân nhá. Đấy, các bác cân max tối đa. Con cân này là 180 cân. Đó, đây. Dạng mặt kính nhá, rất là sạch sẽ. Con này dùng xong khi mà các bác cân xong các bác lấy cái vải lau qua cho em cái là sạch luôn, vì nó dạng mặt kính mà nó không bám bẩn. Đó, rất tiện lợi đây. Phần lắp pin đây ngon nhá. Đấy, phần lắp pin đây, phần đế chân này. Đó, các bác lưu ý là các bác cân này các bác phải để những cái chỗ nó bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn được nhá. Giờ sẽ cân thử các bác xem. Đây nhá ơi, các bác đây em sẽ cân thử các bác test cái cân này. Các bác cứ đứng yên là tự động nó cân nó sẽ nhảy lên này. Đấy ơi, các bác đứng yên tự động cân nó sẽ nhảy này. Đấy. Hiện tại nó đang là 50 51 này. Đấy, thì cân xong thì nó sẽ lưu cái số đây một chút này. Đấy, đây nó chỉ lưu khoảng tầm 10 giây thôi. Ở đây nó sẽ hiển thị số cân này, rồi là ngoài ra có nhiệt độ độ C và cả vạch pin nhá. Đó, rất xịn sò, nói chung là con này cân rất là tiện. Các bác để những cái vị trí gầm bàn, gầm tủ thi thoảng các bác lôi ra theo dõi sức khỏe thì rất là tiện dụng luôn. Đó thì đó, các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe này, các bác nhớ mã cho em là cân sức khỏe nhá. Cái con cân sức khỏe này thì bên em đang bán giá là chỉ có 160k một con thôi. Và trong video hôm nay thì bên em bao ship, các bác cứ đi các shop khác tham khảo giá nhá. Đấy, giá không phải là tốt bằng nhà em luôn. Giá đang bán vào tầm 200.000 một con, bên em bán là 160k là bao ship nguyên là ship. Con này cả đóng chống sốc rồi là bảo vệ, mua bảo hiểm nữa thì rơi khoảng tầm 40.000 rồi. Đấy, là nguyên là ship mà giá là chỉ có 160k một con thôi. Giá gọi là giá không lợi nhuận nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái bộ vít, bộ này là bộ vít bao nhiêu nhỉ? Bộ vít V63 nhá. Đấy, bộ vít V63. Đây. Các bác lên mã cho là cái bộ vít này. Bộ vít V63 nhá. Đấy, V63. Đó, V63. Đây em sẽ đi vào quay chi tiết này. Con này nó của thương hiệu Tozama nhá. Đấy, Tozama, cực kỳ ngon, xịn sò, Japan Quality này. 63 chi tiết trong một cái hộp như này nhá. Đấy, đây. Tổng quan nó đây, rất là xịn sò, rất là ngon luôn nhá. Nó sẽ có những cái đầu lục giáp rồi là hoa thị này. Đó, rồi là sao xiếc này, cộng trừ này. Đó, ở bên này. Bên này này, đó, đây nó có những cái đầu lục giác hoa thị này, tam giác này. Đấy, nói chung là rất là xịn sò luôn. Đấy, đầu cộng, đầu trừ đầy đủ hết luôn nhá. Đầu dẹt, đầu tròn này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để sửa chữa đồng hồ, điện thoại, rồi là máy tính, rồi là sửa kính. Nói chung là các bác sửa những cái thiết bị nhỏ ấy là con này các bác dùng ok. Đấy, con này đi kèm thêm cho mình thì sẽ có là một cái cây vít đi kèm này. Đấy, một cái cây vít xoáy nhanh thôi nhá, một cái cây vít xoáy nhanh. Đó, hàng chuẩn Nhật made in Japan. Đấy, bộ này thì rất là xịn sò và rất là ngon luôn. Đây. Đấy, ví dụ em lấy tạm một cây hoa thị ra này để lắp cho bác xem nhá. Rất xịn sò nhá. Đấy, các bác lắp vào này. Nó sẽ có nam châm từ hút vào nhá, rất chặt luôn. Đó đây. Đấy. Tay xoáy nhanh luôn nhá, rất là xịn sò. Đấy, đi dùng xong các bác lại tháo ra các bác để vào đây. Đấy, và các bác để khi các bác để vào đây là tự động nó sẽ nạp từ cho những cái đầu vít này nhá. Đấy, tự động sẽ nạp từ cái đầu vít này. Đấy, hàng rất là ngon, xịn sò. Đó, cái dòng bộ vít V63 có nhá. Đấy, thì sẽ gồm có 63 chi tiết và một cái cây vít như này để các bác về các bác xoáy đồ, xoáy đạc thì mình rất ok. Và các bác nào hay sửa chữa thợ thuyền mua bộ này dùng rất ok luôn. Đấy, đa di năng, xoáy các kiểu các loại nhá. Đó, thì các bác lên mã cho là cái bộ vít V63 nhá, bộ vít V63. Đấy thì bộ này bên em đang bán giá là đi 200
240k nhá. Đấy, 240k. Hôm nay em giảm giá còn có 230k cho một sản phẩm. Và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, bao ship bộ vít V63 và cũng là 230.000 luôn và bao ship tận nhà có nhá. Đấy, hàng đựng trong hộp rất là xịn sò như này. Đấy, dùng cái nào các bác lấy cho cái đấy, không dùng các bác cất đi. Đấy, rất là gọn gàng các bác nhá. Tomaha. Đấy, bộ vít V63 230k một bộ và bên em sẽ bao ship các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về cái lô bẫy chuột này. Đấy, hàng thì cực kỳ xịn sò và rất là ngon. Đó, con này thì rất là dễ dùng thôi. Đấy, rất là dễ dùng nhá. Đó, giá là 20.000 một chiếc nhá. Chất liệu của nó là dạng như ABS cao cấp nhá. Đấy, lò xo thì đẩy rất là chặt và rất là khỏe luôn. Con này thì dùng rất là dễ, các bác lấy hai tay bóp treo này. Đấy, bóp cái vào lẫy luôn nhá. Đấy, và các bác cứ thế là các bác để mồi miếc ở đây, các bác để những cái chỗ chuột hay đi lại, rồi những cái chỗ hàng chuột hàng chiếc các thứ. Đó, rồi là phần cửa hàng rất ok. Đấy, chỉ cần chạm nhẹ cái này, đó dính luôn nhá. Đấy, chạm nhẹ cái dính luôn. Nói chung là rất là nhạy và rất là dễ dùng nhá. Rất là nhạy và rất là dễ dùng luôn. Đấy, rất là nhạy và rất là dễ dùng. Đó. 20.000 cho chiếc bẫy chuột thông minh luôn nhá. Đấy, 20.000 chiếc bẫy chuột thông minh. Bập rất là khỏe nhá. Đấy, bập cực kỳ khỏe, rất là ngon. Lò xo đẩy rất là căng luôn nhá. Đây. Và rất là dễ, một điều chắc chắn con này các bác dùng, người già chị em đều dùng được luôn nhá. Các bác lấy hai tay bóp trong cái này vào lẫy cái là cứ thế mang là đặt luôn. Không như những cái bẫy xưa các bác rất dễ bập vào tay nhá, rất là nguy hiểm, nhưng con này dùng rất là ok luôn. Đấy, 20.000 cho chiếc bẫy chuột thông minh nhá, 20.000 chiếc. Em về tiếp tục cái dòng lô keo dính đa năng này. Đấy, dòng lô keo dính đa năng cực kỳ xịn sò. Một típ này của nó là 60g nhá. Đấy, các bác dính mọi chất liệu luôn. Đấy, dính sắt, gỗ, giếc các kiểu, kính, kiếc, đá hoa, rồi là kim cương vàng bạc, các bác dính các kiểu luôn nhá. Đấy, một típ 60g, hàng vẫn nguyên siêu này, về thì bác khui ra các bác dính thôi. Đấy, dính rất là ngon nhá. Đấy, dòng keo dính đa năng cực kỳ xịn sò của Nhật các nhá, cực kỳ ngon. Nó hàng gửi đến tay các bác là nguyên hộp này. Nói chung là một cái típ 60g này thì các bác dùng thì theo hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng dính được rất là nhiều việc, dùng dính rất là nhiều thứ nhá. Đây, em sẽ mở cho bác xem một video mô tả về cái dòng sản phẩm này. Đây nha các ơi, đây này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomoneo công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đây là về cái dòng sản phẩm keo dính đa năng bên em đang phân phối này, cực kỳ xịn sò, ngon chất lượng. Đó, mà giá cực kỳ bình dân luôn. Đó, các bác lên mã cho em là cái keo dính đa năng. Đó, keo dính đa năng bên em đang bán giá cực tốt luôn. Giá một cái típ 60g như này, bên em bán giá là chỉ có 50k cho một típ thôi. Đấy, 50k cho một cái típ keo dính đa năng rồi nhá. Đấy, thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm keo dính đa năng. Giá đang phân phối đến tay các bác là 50.000 cho một sản phẩm các nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em về tiếp tục cái dòng lô vòi V21 cực kỳ xịn sò, chất liệu là inox 304 này. Đấy, hàng gửi tay bác là nguyên hộp luôn nhá. Đây, hàng của nó là hàng nguyên hộp như này. Đấy, vòi inox 304 cực kỳ ngon chất lượng này. Đây, đó một con vòi đâu nhá. Con này thì các bác mua về kết nối gen 21 bình thường nhá. Chất liệu inox 304, các bác nhìn này, inox cực kỳ dày chất lượng nhá. Khóa thì cực kỳ là trơn tru. Đấy, đóng ngắt rất là ngon, giá là cực tốt luôn. Đấy, inox 304 này. Đó. Ở cái phần này nó có cái đầu này. Khi các bác kết nối rất dễ, bây giờ thì nhiều những cái thiết bị nó kết nối theo những cái dạng chụp như này. Các bác đẩy chụp vào đây thì nó sẽ kết nối này. Đấy, ví dụ như là vòi tưới cây hay là các thứ thì nó hay sử dụng cái dòng cái khớp nối như này có nhá. Đấy, nên là rất là dễ. Ngoài ra thì các bác có thể xoáy ra. Đấy, xoáy ra mà nhiều vòi, những cái vòi nó có cái gen này các bác có thể kết nối gen vào đây. Con này nó có gen luôn. Còn không thích thì các bác lắp cái chụp này vào, các bác kết nối qua cái chụp này. Đấy, nói chung là cực kỳ đa di năng một cái con vòi nối như này. Inox 304 nhá, cầm rất là chắc tay, nặng tay luôn nhá. Mà giá cực kỳ tốt luôn. Đó, em sẽ đo tổng quan về cái phần kích thước của cái con vòi này nhá. Con vòi này thì cái phần chiều dài của nó là đi 9cm này. Đấy, 10cm các bác nhá, khoảng tầm 10cm này. Đó, phần chiều cao của nó này. Chiều cao của nó là 9cm nhá. Đấy, chiều cao của nó là 9cm. Đấy, gen là gen V21 nhá. Gen vào là gen V1, dòng gen phổ thông rồi. Đấy, về thì bác cuốn cho em thêm một chút băng keo non nữa là lại ngon lành cả nhà. Lại kín mít, lại ngon lành ngay. Đấy, ngoài ra là đây có gen để hỗ trợ các bác có thể là chế cháo kết nối. Ở đây thì có chụp gen này. Đấy. Ví dụ như là các bác nhà các bác dùng những cái vòi máy giặt ấy, các bác kết nối qua cái vòi này rất là hợp lý này. Đó. Rồi là đóng ngắt rất là êm nhá. Đấy, đóng ngắt rất là êm ái, chất liệu là inox 304. Hàng thì bao dùng, bao xài, bao test các bác luôn nhá. Inox cực kỳ dày, chất lượng. Đó, thì các bác lên mã xem là cái con vòi nước
V21 nhá. Đấy, con vòi nước V21 này. Đấy, vòi nước V21. Con này thì đợt này bên em bán giá cực tốt luôn. 60k cho một sản phẩm này. Đấy, giá là chỉ có 60.000 cho một con vòi nước V21 thôi nhá. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, chất liệu là inox 34 luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thôi nhá. V21 60k cho một chiếc vòi V21 các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng bộ tun mini 38 chi tiết của Đức này. Đấy, một cái bộ tun mini 38 chi tiết của Đức nhá. Đây, hàng gửi lên tay các bác sẽ là hàng nguyên hộp như này. 38 chi tiết của Đức nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ gồm có các chi tiết như là đầu khẩu này, rồi là vít này. Đấy, ba ke bốn cạnh sao hoa thị hoa khế hoa sung các kiểu nhá. Đấy, cực kỳ có thanh nối dài rồi thanh xoáy những vị trí khó nhá. Đây. Đó, 38 chi tiết trong một hộp như này. Đó đây. Tổng quan của cái hộp nó đây. Đấy, một cái màu cam màu xám nhìn rất là nổi bật nhá. Ở đây sẽ có phần móc đeo này, các bác có thể đeo tường rồi các bác xách đi xách lại rất là tiện dụng nhá. Đây phần nắp của nó này, các bác đẩy đây cho em là nắp nó sẽ mở này. Đấy, tổng quan một cái bộ của nó đây. Đây. Tổng quan một cái bộ của nó đây các bác nhá. Đó, tổng quan đây, tổng quan một cái bộ mini tun này. Đấy, bộ mini tun của Đức nhá, rất là trò ngon này. Nó rất đẹp luôn nhá, hàng cực kỳ đẹp đây. Ở đây sẽ có các đầu vít như là hoa thị sao rồi là lục giác này. Đấy, rồi là hai cạnh, bốn cạnh các kiểu luôn nhá. Đấy, rồi là thanh nối dài này. Đó, ở đây thì sẽ có những cái đầu khẩu này. Đấy, đầu khẩu có nhá. Đầu khẩu của nó là từ M5 cho đến M14 nhá. Đấy, M5 cho M14 thì các bác xoáy thì cực kỳ là đa năng rồi. Đấy, ngoài ra có tay lắc này. Đây, tay lắc có chữ Made in Germany nhá. Đấy, Made in Germany. Ở đây thì đây là cái con tô vít xoáy chính này. Đấy, để các bác tô vít này thì bác xoáy đầu vít, còn là cái tay lắc này có bác xoáy đầu khẩu các nhá. Đó, rất là đa di năng, nhà cung cấp, nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đa di năng luôn. Đó, Made in Germany này. Đấy, cực kỳ xịn sò. Cái con tô vít này rất là đa năng, các bác có thể là xoáy vuông góc 90 độ này, chéo góc 45 độ này, rồi là thẳng này. Đấy, rồi là ngoài ra con này nó có đảo chiều luôn nhá. Các bác nghe tiếng tạch tạch này. Đấy, là tiếng đảo chiều nhá. Đấy, đảo chiều rất là ngon, xịn sò. Đấy, các bác có thể kết nối rất là ngon. Có nam châm hút từ tính luôn nhá. Đó, nam châm hút từ tính luôn. Đấy, kết nối xoáy đa năng, xoay đảo chiều rồi nó có thể gập vào như này. Đấy, xoáy những vị trí khó các bác xoáy này. Đấy, luồn lách vào các bác xoáy nhá, rất là đa di năng. Đó, ngoài ra thì có những cái thanh nối dài như này. Đây, ví dụ đây, điển hình những cái thanh nối dài như này. Đó, các bác kết nối vào này. Đấy, và các bác kết nối cho một cái đầu vít về nữa. Đấy, để những cái vị trí khó các bác phải bẻ cong như này các bác xoáy này. Đây các bác nhìn này. Đây đang xoáy này. Đấy, đang xoáy nhá, rất là ngon. Đây, rất là ngon. Đấy, các bác xoáy bẻ cong này các bác xoáy này, rất là ngon, xịn sò nhá. Đấy, rất là ngon, xịn sò luôn. Đây, đó, rất là hay nhá. Bẻ cong thì các bác vẫn xoáy được nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái phần tay lắc này. Đây, tay lắc của nó này. Đấy, tay lắc thì có đảo chiều luôn các bác nhá. Đấy, tay lắc có đảo chiều luôn. Các bác kết nối với lại cái phần trục này cho em. Đây. Các bác kết nối với cái trục này cho em nhá. Đó, và các bác kết nối với cái những cái đầu khẩu của nó như này. Đó, các bác kết nối vào. Đó là các bác xoáy này. Đấy, các bác xoáy nhá, rất là tiện dụng. Đó. Rất là ok. Rồi ngoài ra đây thì nó sẽ có cái thanh nối dài như này. Để các bác những cái vị trí khó ốc dài các bác nối dài cái thanh này ra. Các bác kết nối này. Đó, các bác kết nối rất là xịn sò nhá. Đảo chiều đảo chiếc cửa vuông góc các bác xoáy này. Đấy, rất là ngon lành luôn cho một cái bộ tun mini 38 chi tiết của Đức như này. Đấy, hàng này cực kỳ là đa di năng. Các bác xoáy các chỗ các kiểu luôn nhá. Đấy, một cái bộ tun mini 38 chi tiết của Đức. Xoáy các chỗ các kiểu, có cả đầu khẩu này. Đấy, bác nào mà sửa chữa các thứ này, rồi là gia đình nhà mình hay công việc các bác hay chế cháo xoáy máy móc các thứ giờ thì rất là cần dùng cái bộ này vì nó khá là đa dạng chi tiết. Đấy, nên là các bác rất là dễ kiếm những cái mũi vít như này, rất là dễ kiếm luôn. Nó cực kỳ xịn sò, 38 chi tiết trong một cái hộp như này. Đó thì các bác lên mã xem là cái dòng bộ tun nhá các nhá. Đấy, bộ tun 38 chi tiết. Đấy, bộ tun 38 chi tiết này. Đấy, 38 chi tiết hoặc là bộ V38 cũng được. Đấy, bộ V38. Cái bộ V38 này thì bữa trước bên em đang bán giá là đi 350k. Trong video này thì bên em giảm giá sập sàn luôn. Giá là chỉ còn có 330.000 cho một bộ thôi. Và anh em sẽ bao ship tận nhà các bác nhá. Giá cực tốt luôn đợt này. Đấy, bộ tun 38 chi tiết hoặc là V38. Giá là 330.000 cho một bộ và bên em sẽ bao ship tận nhà các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên tiếp tục cho các bác cái dòng đèn pin 3 bóng này. Đấy, dòng đèn pin 3 bóng, dòng này là đèn pin độ đầu các bác nhá. Đấy, dòng đèn pin độ đầu. Ở đây sẽ có 3 bóng LED này. Đấy, ngoài ra cái phần pin của nó sẽ đằng sau đầu này. Đấy, các bác độ thì nó rất là nhẹ. Đấy, vì cái phần này của nó chỉ có nguyên bóng thôi, còn pin nó sẽ ra đằng sau đầu. Nói chung là thiết kế nó rất là thông minh và cân đối. Khi đeo thì hai bên đầu nó sẽ đều nhau, nó không bị cái phần đầu nó sẽ không gồng như những cái dòng đèn pin kia. Vì nó tích hợp cái pin ở đằng sau, hai bên nó gồng đều nhau. Đeo thì cực kỳ ôm đầu nhá. Đây có cái phần cán này. Các bác lắp vào rất ôm đầu.
Đấy, dòng này của nó là dòng pin rời nhá. Đấy, hết pin thì các bác lại dùng sạc, các bác sạc vào cho em. Đấy, dạng pin rời này. Pin của nó là pin 18650. Pin này thì thị trường đã bán rất là nhiều rồi. Đấy, pin 18650 dung lượng của nó là 4800 mAh giờ này. Pin thì sẽ đi theo cùng máy luôn nhá. Đấy, pin đi theo cùng máy, pin chính hãng của dòng đèn này luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đó, rất là xịn sò. Và các bác yên tâm là riêng cái dòng này thì các bác khi mà bác dùng có hỏng pin các bác vẫn thay tháo rất là thoải mái luôn nhá. Hỏng pin hay là các bác có thể là mua thêm pin thì các bác vẫn lắp đặt thay tháo thoải mái, thị trường bán cái dòng pin thì rất là nhiều. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào. Đây là cái phần chân sạc của nó này. Đi kèm thêm sẽ có là củ sạc, củ siếc các thứ đầy đủ hết cho các bác để các bác mua về các bác cắm sạc nhá. Hết pin các bác cắm sạc vào các bác dùng. Thế thôi. Đèn này cực kỳ là sáng nhá. Đây. Đấy, có các chế độ sáng này. Đấy, sáng nhất, sáng vừa, sáng nháy này. Đấy, 3 4 chế độ sáng khác nhau nữa đây. Sáng một bóng này, sáng hai bóng hai bên này, sáng ba bóng tất cả này, sáng nháy này. Đấy, cực kỳ sáng, nói chung là con này cực kỳ sáng luôn nhá. Sáng dã man con Ngan luôn. Đây. Đó, rất sáng nhá. Đấy, các bác nhìn này, sáng trắng luôn. Nói chung là con này các bác mang đi làm đêm làm hôm được các bác dùng sửa chữa các kiểu nhá. Nói chung là cực kỳ ngon, xịn sò, chất lượng. Đấy. Rất là mà giá đợt này cực tốt luôn. Đó thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là đèn ba bóng đi. Cái dòng sản phẩm là đèn ba bóng nhá. Đấy, đèn ba bóng. Đợt này thì bên em bán giá cực tốt luôn. Cái con đèn ba bóng này bên em đang bán giá là chỉ có 150k cho một cái con đèn ba bóng như này. Và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà, đèn ba bóng 150k bao ship. Đó, 150k bao ship nhá, cực kỳ xịn sò. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng túi đề nghề, cái túi đồ nghề của Daikin này. Đấy, dòng túi đồ nghề của Daikin nhá, cực kỳ xịn sò và chắc chắn đây. Đó, túi đồ nghề Daikin dòng này thì bán quá nhiều rồi. Đó, có logo Daikin này. Đấy, cực kỳ ngon. Chất lượng nhá. Đấy, rất là rộng rãi thoải mái cho bác dùng nhá. Đây. Đó, rất là rộng rãi thoải mái bác dùng. Con này thì đường kim mũi chỉ may rất là chi tiết và ấy luôn các nhá. Đấy, may thì rất là chi tiết và cẩn thận luôn. Đấy, đường kim mũi chỉ may rất đẹp. Phần dưới này, phần dưới đế này, các bác nhìn này, thị trường thì không bao giờ nó có những cái dòng túi mà nó đan như này đâu các nhá. Nó đan cực kỳ dày luôn nhá. Đấy, đan sợi ngang này, đan sợi dọc này để nó đỡ cái phần đít túi này. Để cho nó chắc chắn nhá. Đây, chắc chắn. Túi thì rất là vuông, rất là nhiều ngăn. Ngăn giữa này. Đấy, hai ngăn bên hông này. Ngăn bên hông lại có một ngăn nhỏ bên hông nữa này. Đấy, khóa thì rất là trơn tru. Đó, khóa rất trơn tru nhá. Ngăn bên hông nữa này. Đó. Rồi hai ngăn bên hông nữa này. Đấy, nói chung là con này các bác mang đi đựng đồ cho anh em cơ khí xây dựng điện nước. Các bác dùng con này thì chấm hết luôn. Đấy, đựng thì vô biên đồ nhá. Đấy. Quai sách này. Đấy, quai sách nhá. Quai đeo này. Đấy, quai sách đeo, quai đeo có thể là thu dài ra ngắn vào. Đó, dùng rất là tiện, mang đi công trình con này thì rất là dã chiến, nồi đồng cối đá nhá. Đấy, nồi đồng cối đá luôn. Con này thì em đã đo kích thước rồi. Kích thước của nó thì là chiều dài là 50, chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 30. Đó, em báo giá luôn 260.000 cho một cái con túi Daikin như này. Và em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, một cái con túi cầm nó rất là chắc chắn, nặng chắc chắn và may vá các thứ rất là cẩn thận, đường kim mũi chỉ may rất là ngon coi nhá. Đó, túi của Daikin, túi đồ nghề. Đấy, 50 20 30, 260.000 cho một con này và bao ship tận nhà nhá. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng, may đan rất là cẩn thận đúng không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em còn mấy cái bộ vít V15 này. Đấy, mấy cái bộ vít V15 đó thì cũng lên nốt luôn đấy bác này. Đó, mấy con vít V15 hàng của Japan nhá. Đó, con này thì sẽ gồm có là 14 đầu vít và một cái thân vít thì bên em hay gọi là vít V15 nhá. 14 đầu vít như này thì nó sẽ có đầu tròn, đầu dẹt, ba ke, bốn cạnh đầy đủ này. Đây, đó, đầy đủ hết luôn nhá. Các bác có thể là thoải mái xoáy. Dùng thì các bác lấy mũi ở trong này ra và các bác đậy vào cho em. Đậy vào các bác lắp mũi vít đây. Đấy, lắp mũi vít đây. Con này thì các bác có thể là bẻ một góc là 90 độ này, góc chéo 45 độ này, rồi góc thẳng này. Ngoài ra có đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rất là xịn sò. Đó, hàng thì mũi vít các thứ thì nó sẽ giấu tất ở trong cái thân dưới như này. Thì khi mà các bác sử dụng thì dùng rất là tiện luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đó, một cái con vít V15 đa năng. Các bác xoáy các kiểu các loại, các bác xoáy gia đình, các bác xoáy thợ thuyền. Đó, rất ok. Đó thì các bác lên mã cho cái con vít V15 nhá. Đấy, V15. Con này thì bữa trước bên em đang bán là 250k. Đó, và trong video này thì bên em cũng giảm giá chia nó bác. Giá là chỉ có 220.000 cho một con. Và trong video này thì bên em cũng sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, V15 250 giảm còn có 220k một con và bao ship tận nhà nhá. Hàng cực kỳ là đa năng và chất lượng luôn. Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục một chương trình video thì hôm nay bên em tiếp tục về cái dòng đáy FM này và giá cực tốt hưởng quý cho nhà mình luôn. Bữa trước đang bán 320k, hôm nay thì hôm nay về lô mới giảm giá bác 300k bao ship. Tiếp theo thì ở đằng kia có cái dòng make Mỹ này. Đó, thì tí nữa sẽ quay chi tiết từng món đó bác. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh.
còn em sản phẩm rồi video mới nhất không em. Đấy, em sẽ đi vào chi tiết với cái dòng loa đã có nhá. Đó thì em báo giá luôn nhá, các bác lên luôn mã cho em là dòng sản phẩm cái con đài FM. Đó, đài FM, vừa nghe nhạc vừa nghe đài này. Đó, đài FM này. Đài FM. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá 320k, hôm nay thì bên em về lô mới giá 300k. Giảm giá quá nhá. Đấy, giảm giá 300k và bao ship tận nhà luôn. Đó, bao ship tận nhà nhá, giá cực tốt. Đó thì đây, dòng của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đó, hàng nguyên hộp của mình, kêu anh chị mình nhá. Dòng đài FM của Nhật thôi nhá. Đài FM của Nhật rất là xịn sò, ngon lành đào của kêu anh chị mình. Đây một con đài đây, rất đẹp luôn nhá. Đấy, rất là nhìn rất là chất lượng luôn. Vân gỗ này, đó vân gỗ nhá. Tay cầm này, đấy xách đi xách lại rất tiện này. Đó rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Con này thì chiều dài của nó khoảng tầm 20 cm. Đó, phần chiều cao nó khoảng tầm 10 cm nhá, 10 cm. Đó, độ dày khoảng tầm 7 cm. Ở đây thì nó sẽ có những cái cổng như là cổng USB này, cổng thẻ nhớ này, cổng sạc này. Đó, ngoài ra thì nó có cả kết nối Bluetooth luôn. Và kết nối bắt đài FM, nghe đài FM các kiểu luôn nhá. Đài SV kép này, AM này, FM này, MP3 này. Đấy, các kiểu luôn nhá. Ở bên này thì nó là cái nút on off cũng như là nút tăng giảm âm lượng thôi nhá. Đấy, nút on off cũng là nút tăng giảm âm lượng. Còn bên này nó là cái nút nó chỉnh sóng nhá. Đấy, chỉnh sóng các bác bắt sóng bằng cái nút này. Đó, rất là dễ dàng sử dụng thôi. Đi kèm thêm cho nó thì sẽ có là một cái cần anten như này không nhá. Đây là cái anten nó nhá. Đấy, khi mà các bác bắt sóng trước các bác lôi anten lên. Đó, có thể kéo dài anten ra này. Đó, các bác thu vào này. Đấy, rất tiện. Đấy là sao khi các bác chỉnh sóng, bắt sóng sao chỉnh anten nó dễ bắt. Đó thì rất là dễ sử dụng, em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng này. Các bác xoáy cái nút này về bên tay phải em này, về phía kim đồng hồ đó. Đấy, các bác xoáy này. Đấy, cái nút này là vừa là nút on off cũng như là cái nút điều chỉnh âm lượng nhá. Điều chỉnh âm lượng. Đây giờ em sẽ bắt cái đài FM cho bác xem nhá. Các bác nhớ là các bác chỉnh về cho em là cái chế độ FM nhá, đây này. Đấy, nó có các chế độ thì nhớ là phải chỉnh về đài FM các bác mới bắt được đài của Việt Nam. Đây. Giò thì rất là dễ thôi, các bác chỉ còn xoay cái vòng cho em. Đấy, xoay cái tài nguyên đang dần cạn kiệt. Người dân cần nâng cao nhận thức. Vận đấy. Hành các thiết bị điện, hình thành thói quen sử dụng năng lượng. Anh cũng như là hạnh phúc ạ. Bắt đầu kêu nhá. Đó. Chạy đưa để tinh thần thông thái. Nhạc quá, ai bốc luôn rồi nhá. Đấy. Đây này, em đang nghe đài FM mà nghe đúng như là nhạc sống luôn nhá. Đập nguịch nguịch luôn. Đây em sẽ cho dò dò các bác kênh khác này. Khí hậu đang biến đổi khó lường, hiệu ứng nhà kính ngày một gia tăng trên toàn cầu. Vì vậy, việc sử dụng tác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng có ý nghĩa rất quan trọng. Có thấy không? Góp phần đảm bảo cuộc sống của chính mỗi chúng ta, mà mở rộng ra là bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững. Đấy. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chiếc con này nhá. Tiết kiệm năng lượng, chung tay bảo vệ môi trường. Dòng này nó là dòng đài của Nhật nhá. Đấy, đài của Nhật đây. Đó, đài của Nhật. 5V này, dùng điện 5V, công suất là 10W nhá. Đấy, hàng made in Japan. Con này thì nó là dòng sử dụng cái dòng pin 18650 nhá. Đấy, thì cái dòng này thì thị trường nó bán rất là nhiều, nếu mà có hỏng pin các bác vẫn thay được và dòng pin này tái sử dụng được. Khi mà hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em. Đó, đi kèm thêm sẽ có dây sạc cho mình đây. Dây sạc đây thì về các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vào đây cho em này, cắm vào cái cổng AC này. Đó, cái cắm vào cái cổng DC 5V này. Đấy, các bác cắm vào và cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình và các bác sạc cho đài thôi. Nghe thì cũng rất là trâu bò, nằm 5 đến 6 tiếng liên tục nhá, các bác nghe liên tục luôn. Đấy, nghe cực kỳ trâu. Ngoài ra thì nó sẽ tích hợp là hai cái viên pin to ở đây. Các bác có thể là ra cửa hiệu mua hai viên pin to, nhiều khi mà cái cục pin hết thì các bác dùng con pin này làm pin dự phòng. Đấy, còn nếu mà không muốn dùng đấy thì các bác có thể là dùng viên pin này. Thì cứ hết pin các bác lại cắm sạc vào cho em, hết pin các bác cắm sạc vào. Đấy, hàng đài FM của Nhật nhá. Made in Japan. Đó, made in Japan. Cực kỳ là xịn sò chất lượng, bắt cực khỏe, sóng khỏe nhá. Và nghe rất hay. Đó, ngoài ra thì có thể kết nối USB thẻ nhớ rồi là Bluetooth, Bluetooth các kiểu, các bác nghe đúng như một cái đài thường. Nghe đúng như một cái đài thường và nghe đúng như một cái loa nghe nhạc luôn nhá. Đấy, rất là xịn sò. Đó, tay xách rất là hay các bác nhá. Giá thì báo rồi, 300k một chiếc, bao ship, giá cực tốt của người quý chị nhìn mình nhá. Đấy, giá cực tốt luôn. Hàng này cực kỳ là xịn sò, chất lượng của quý anh chị em mình.
Đó, bạn nào có nhu cầu về cái dòng này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp. Số đi em để ở phần mô tả tiêu đề video nhá. Đấy, số đi em để ở phần mô tả tiêu đề video. Đó, rất là xịn sò cho một con này nha. Đấy, quá nét, quá chất lượng nhá. Đó, NNS này. Đó, made in Japan. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô mic của Mỹ này. Đấy, thương hiệu của nó là Su nhá. Đấy, Su của Mỹ nhá, made in USA này. Đấy, made in USA. Dòng mic nguyên hộp của Mỹ, cực kỳ là xịn sò. Đó, hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp này. Các bác có thể mua về làm quà biếu tặng rất là ok. Đấy, hàng này thì của nó là thu cực kỳ là tốt và các bác hát ra không bị hú. Đó, nói chung là giọng nghe cực hay luôn. Đấy, con này mà nó thu qua con này thì nói chung là giọng bác nghe như ca sĩ luôn nhá. Đấy. Con này nó cũng rất là hay. Đấy, rất là dị là cái nút on off của nó sẽ ở đây. Đấy, rất là nhiều bác hỏi. Bữa trước em quên không giới thiệu thì rất là nhiều bác hỏi thì cái nút on off của nó bên dưới đít anh em nhá. Đây, các bác xoáy này. Đấy, xoáy về bên tay trái của em này là một nút bật này, xoáy bên tay phải là nút tắt này. À, xin lỗi các bác là xoáy bên tay trái là nút tắt, còn xoáy bên tay phải là nút mở này. Đây là on off này. Đấy, có chữ on off. Đây là phần kết nối dây. Đó, còn đây là phần củ mic này. Đây em sẽ xoáy bác xem. Đấy, củ mic xoáy ra thì nói chung là các bác nhìn thì thích luôn. Đây củ mic này. Các bác nhìn này, đồng vàng ươm luôn nhá. Đó, rất đẹp các nhá. Đấy, nói chung là đẹp từ bên ngoài và bên trong luôn. Đấy, rất là xịn sò. Đấy, phần này có phần lưới. Lưới để nó chắn gió cũng như là các bác nhìn nó thẩm mỹ và các bác hát nó không bị các thứ rồi. Đấy, rất ok. Dây kết nối đây nhá. Dây của nó là dây dài 5m nhá. Đấy, dây dài 5m. Kết nối thì cực kỳ là dễ dàng thôi. Đấy, kết nối rất dễ dàng, bấm cái và tạch cái luôn. Lấy ra này. Đấy, rất là dễ dàng. Đấy, tạch cái này. Nghe thích luôn nhá. Đây, đó. Dây của nó đây. Dây dài 5m nhá. Dây chống cặp chống rối nhá. Đấy, dây chống cặp chống rối, dòng mic hát của Mỹ. Mic này thì hát không bị hú nhá và thu cực kỳ tốt luôn. Đó, hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp này các nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng. Các bác lên nhanh mã cho em là dòng sản phẩm là con mic Mỹ nhá, mic karaoke Mỹ. Mic có dây nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là mic có dây của Mỹ đây. Đấy, mic có dây. Mic có dây của Mỹ nhá. Bên em đang bán cái con mic dây Mỹ này, giá thì cực tốt luôn, 350k. Đấy, và bao ship tận nhà nhá. Đấy, giá quá rẻ luôn nhá. 350.000 cho con mic dây Mỹ như này. Bao ship tận nhà, hàng thì đầy đủ phụ kiện về các bác, chỉ việc cắm vào và các bác triển thôi. Đấy, hát hò các kiểu luôn nhá. Dây dài 5m rất ok. Đó, đây, tổng quan mic đây, quá đẹp, quá chất lượng luôn. Đó, cực kỳ xịn sò. Giá thì cũng siêu tốt luôn, 350k, bao ship tận nhà nhá.